Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 59 ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Cùng dự có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trên cơ sở chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã cụ thể hóa, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình kế hoạch, đề án và các văn bản chỉ đạo triển khai trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của nông dân, hội nông dân các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương. Hàng năm, Thường trực Thành ủy đều tổ chức các buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về công tác hội và hoạt động phong trào nông dân để nắm tình hình hoạt động, giải quyết những kiến nghị đề xuất của hội, đồng thời chỉ đạo chính quyền, sở, ngành liên quan tạo điều kiện hỗ trợ để Hội Nông dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hội, phát huy vai trò hội trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh thành phố. Tổ chức các buổi gặp mặt đối thoại với hội viên nông dân tiêu biểu nhằm động viên khích lệ cũng như kịp thời xử lý những kiến nghị vướng mắc khó khăn của hội viên. Cùng với đó, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố đã kịp thời sửa đổi, bổ sung và xây dựng cơ chế chính sách như cơ chế chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Hòa Vang, chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản, phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ, các chính sách xã hội cho các đối tượng yếu thế. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân thành phố trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức 364 lượt ký kết các chương trình phối hợp với các cấp chính quyền, các sở ngành để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật như phối hợp với ngành nông nghiệp, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.000 lượt hội viên, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 16.400 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ đến nay gần 730 tỷ đồng, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ phát triển thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, tổ chức cho nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại, hội chợ nông nghiệp trong nước, tham gia bình chọn danh hiệu sản phẩm quốc gia do các thành phố tổ chức cùng các chương trình quan trọng khác.